Lời đầu tiên cho công ty Dầu Ăn cảm ơn sự hợp tác và sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua. Mục đích của mình làm cái video này là để cho các bạn xem cái dầu nào phù hợp với mục đích của mình. Hiện tại video này chuyên nói về dầu ăn 1 lít mà loại làm từ thiện nha các bạn. 1 lít mà để làm từ thiện. Còn những sản phẩm khác mà các bạn hãy xem video phía sau. Hiện tại đó thì bên công ty mình có bán dầu ăn 1 lít các nhãn hàng như sau. Cái đầu tiên là Tường An nha các bạn. Bên mình cung cấp sỉ Tường An 1 lít dòng Olita. Olita chai 1 lít nha các bạn. Tiếp theo nữa đó là dầu cá lăng nha các bạn. Cá lăng cũng chai 1 lít luôn. Để mục đích cái dầu 1 lít này thường là được nhiều người chọn để làm từ thiện. Ngoài ra thì mình còn bán thêm dầu Marvilla và dầu Phượng Hoàng. Có rất là nhiều loại dầu và tùy theo mục đích sử dụng của mọi người khác nhau. Tùy theo mục đích của mình làm cái chuyến đi từ thiện đó mà mình chọn những loại dầu cho phù hợp. Thì để cho các bạn hiểu sâu hơn thì mình có làm một đoạn video về dữ liệu bán chai dầu 1 lít của mình cho các bạn xem nhé. Để các bạn hiểu hơn về vấn đề dầu ăn làm từ thiện, chọn loại nào giá rẻ, thì mình đây sẽ cho các bạn xem cái bản dữ liệu của mình. Cái bản dữ liệu này là do chị kế toán gửi ha. Cứ cuối tháng là chị kế toán sẽ gửi cho mình một bản dữ liệu tất cả các mặt hàng dầu. Nhưng mà vì hôm nay mình làm chủ đề dầu ăn 1 lít nên là mình chỉ cho các bạn xem được dầu ăn 1 lít thôi. Còn dầu bên mình thì có kinh doanh nhiều mặt hàng dầu, trong đó có dầu 1 lít, 5 lít, 2 lít và đặc biệt là can 25kg nha. Mình chuyên giao sỉ nha các bạn, lẻ mình không có giao hàng được nha các bạn ha. Mình đây đã đao cái file của chị kế toán về rồi. Đây, mình đã bỏ cho đây ha, bạn nhấp vào. Thì cái dữ liệu này là ở mỗi cửa hàng khác thì người ta bán thì mình không biết. Còn bên mình là do bên mình thì có bản dữ liệu riêng. Đây là bản tăng trưởng các mặt hàng dầu của bên công ty mình, riêng mặt hàng dầu ăn 1 lít thôi ha. Đầu tiên ở mình đây là đầu tiên là Tường An. Dầu mình đây mới kinh doanh Tường An khoảng từ tháng 1 nha các bạn. Vào những năm trước là mình đây là chỉ có bán dầu can 25kg thôi. Mình bán khoảng 9 năm trong dầu can 25kg. Mình giao tất cả các tỉnh ha, từ Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, mình đều giao hết ha. Nói chung là miền Nam là mình giao toàn bộ ha các bạn, nhưng mà mình chỉ giao số lượng sỉ à, chứ không có giao lẻ. Các bạn thì các bạn xem, thì mình đây bắt đầu bán từ tháng 1 năm 2021 bản dữ liệu nè. Chị kế toán gửi rất là chi tiết cho mình, gửi nhiều loại dầu lắm. Ví dụ như đây là dầu can 25kg nè. Một tháng này tháng 6 mình bán 3.535 can. Còn dầu mà 1 lít á, rồi đây 2 lít nè, 5 lít, 0.4 lít. Nhưng mà vì hôm nay làm chủ đề 1 lít nên chỉ cho các bạn xem. Tháng 5 á, là đây mình bán là chỉ có 5 thùng. Số 5 nè, ngoài tháng 1 chỉ có 5 thùng. Dầu Tường An Olita kéo xích lên một tí là cái lăng 41 thùng trong một tháng ha. Rồi kéo xích lên cái này gì chống chân vậy. Cái này là Marvilla nha các bạn. Marvilla này mình nhập từ kho của nhà bè luôn, nhập trực tiếp từ nhà máy. Chung là dầu của mình là nhập trực tiếp nhà máy mà, bởi vì nên giá của mình nó rất là tốt ha. Vì mình giao số lượng lớn nên là mình chỉ nhập trực tiếp nhà máy để cho có giá và đồng thời cái dầu đó, nó chất lượng đến người tiêu dùng. Và đây là Phượng Hoàng. Cái Phượng Hoàng này là Ronkin nha các bạn. Cái tháng đầu tiên mình bán dầu Phượng Hoàng đó là 337 thùng. Và cứ thế mình cứ lên. Đây là bản, còn bản ở trên cùng này là bản dữ liệu, dữ liệu tổng kết ha. Mình xin lỗi các bạn cái. Rồi. Đây công ty mình tăng trưởng
tháng 1 là mình bán được có 391 can, tháng 2 là vào tháng Tết. Cái này mình làm công ty mình nghỉ Tết nên chỉ bán được 774 cái thùng dầu 1 lít thôi. Và tháng 3, tháng 4 vào tháng 6 này á, là mình bán 1.903 thùng. Trong khi đó là số lượng Phượng Hoàng á, là chiếm 1.109 thùng còn lại. Và tại vì sao mà cái dữ liệu nó lại có nhiều chênh lệch như vậy? Đó là cái dầu Phượng Hoàng nè, nó có một cái ra cái mẫu là 0.9 đó các bạn. Cái hiệu Gonkin á rất là đẹp. Ngoài cái chuyện đẹp ra thì mình không nói, cái vấn đề quan trọng á là cái chất lượng dầu được nhiều người đánh giá chọn. Chai đẹp, chất lượng dầu tốt, giá thành nó cũng tương đối rẻ luôn các bạn. Hiện tại trên thị trường là về dầu mà loại là 0.9 và 1 lít á, dầu mà làm quà tặng á, thì hiện tại là Phượng Hoàng là đang đứng giá tốt nhất hiện tại. Thôi thân chào các bạn. Các bạn đã xem xong dữ liệu của bên mình thì bên mình nó có bán nhiều loại dầu và tùy theo mục đích sử dụng của mình mà các bạn có thể chọn ra những loại dầu cho phù hợp để đi từ thiện hoặc là đi thiện nguyện hoặc là cứu trợ đồng bào lũ lụt hoặc là hỗ trợ người nghèo hay là những phần quà cho người nghèo. Xin chào các bạn. Ê fan, các bạn nhớ like video của mình và subscribe để cho mình có động lực làm những cái video phía sau nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thân chào các bạn. Các bạn nào có cần dầu ăn 1 lít số lượng lớn hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại 0903057867. Các bạn cũng có thể hỏi giá bằng cách bình luận ở dưới video. Mình sẽ trả lời từng tin nhắn của các bạn, trả lời cho các bạn là từng tin nhắn luôn ha nha. Mình sẽ trả lời hết các bạn. Các bạn cứ like, subscribe mình vì mình cứ thường đăng video để báo giá trên YouTube hoặc là trên Zalo. Các bạn có thể kết bạn, các bạn không mua cũng không sao, cứ kết bạn với mình và mình sẽ báo giá cho các bạn. Thân chào các bạn.